Điều gì sẽ tốt hơn? Là con một trong nhà hay sống chung với cô em gái phiền phức, đáng ghét nhưng ngọt ngào nhỉ? Hãy cùng xem video mới của Guhu về cuộc sống khi có em gái và khi không có em gái nha. Một chuyến mua sắm bình thường tại cửa hàng. Mình đã có mọi thứ mình cần. Bây giờ mình đã sẵn sàng về nhà rồi. Nhưng khi đi cùng em gái, ngay cả việc vặt bình thường cũng trở nên vui hơn nhiều. Mình thích mua sắm tại cửa hàng tạp hóa lắm. Quay nó đi chị ơi. Một buổi sáng tuyệt vời. Mình thích dùng ngũ cốc granola ăn sáng. Mình có thể ăn cả hộp luôn. Ở đây rất tuyệt vời và yên tĩnh. Khi có cô em gái trong nhà, bữa sáng biến thành một cuộc thi. Em cũng muốn ăn sáng nữa. Vài miếng vụn cuối cùng rồi. Mình đoán đây sẽ là chiến tranh. Ồ, còn lại một ít ngũ cốc nè. Tuyệt vời! Chào buổi sáng nha, con gái yêu! Tấm vòi sen là một khoảng không gian an toàn. Bạn có thể là Beyoncé hoặc Rihanna trong đó đấy. Và không ai làm phiền bạn được cả. Nếu bạn có người chị thích bày trò, thì cô ấy sẽ phá hoại cuộc sống của bạn trong khi bạn tắm. Quần áo của mình đâu rồi? Mình trễ giờ mất. Nên mặc gì đi làm đây trời? Cái này sao? Molly luôn có thể tìm ra cách hay để thoát khỏi tình huống khó khăn này. Đây là giáo viên tuyệt nhất của chúng mình đó. Khi bạn sống một mình là nữ hoàng của căn phòng này. Có nhiều không gian lắm. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tự do quá đi. Nhưng khi bạn và em gái của bạn cần phải chia sẻ một chiếc giường, ở đây rất là chật chội luôn. Thậm chí ở đó còn không đủ chỗ để suy nghĩ nữa. Không thấy ngực của mình đâu hết ta. Mình phẳng như cái bánh crepe vậy đó. Buồn quá đi thôi. Này chị ơi, đừng khóc mà. Em biết có mẹo này hay này. Em sẽ làm cho ngực của chị lớn hơn ngay bây giờ luôn. Rồi chị sẽ thấy. Bây giờ chúng ta có chung một ngực lớn rồi nè. Thật tuyệt vời khi có cô em gái này.
mình sắp đi hẹn hò rồi. Nhưng mình không có gì để mặc cả. Không có cái nào mặc được hết trơn à. Được thôi, mình không đi đâu nữa hết. Mình sắp đi hẹn hò và không có gì để mặc cả. Nè em gái, đừng hoảng hốt vậy chứ. Chị sẽ giúp em có diện mạo mà khiến cho bạn trai của em chết mê chết mệt vì hạnh phúc nha. Em nghĩ sao? Gì cơ? Con trai yêu phụ nữ dũng cảm mà. Hẹn hò vui nha, em yêu. Mình là nhà thiết kế tuyệt vời mà, phải không? Anh ấy đâu rồi ta? Ha, dù tin hay không thì chị gái của mình nói rất đúng. Anh chàng này biết rất nhiều về thời trang. Bạn trai mới của mình đó, anh ấy rất tuyệt nha. Wow, tất cả đều là anh hả? Anh có một du thuyền sao? Anh đã đến Paris à? Úi, buổi chụp hình này không được tốt lắm. Anh thật tuyệt đó, Nick. Anh có một cuộc sống thú vị thật. Đến nhà em rồi, hẹn gặp lại sau nha. Anh sẽ gọi cho em Molly à. Đừng nhanh vậy chứ, Nick. Chúng ta cần nói chuyện đó, Nicholas. Mình là Bella, chị của Molly. Và mình biết mọi thứ về bạn nha. Nếu bạn làm tan nát trái tim của nó, mình sẽ tìm bạn và bắt bạn trả giá đấy. Xong hết rồi đó, Molly. Chị đã kiểm tra anh ta. Anh ta trong sạch nha. Hai em có thể hẹn hò rồi. Mình cảm thấy có gì đó đang đến thì phải. Nụ hôn đầu tiên của mình với Nick sao? Sẽ rất lãng mạn cho xem. Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng mình đó. Sẽ rất lãng mạn. Nếu không dành cho chị gái mình. Nick, anh đã xem ảnh hồi bé của em Molly chưa? Em ấy buồn cười lắm. Tất cả bạn cùng lớp đều cười em ấy. Còn tấm này, nhìn trang phục trip mình mặc xem nè. Mắc cười chết đi được. Cảm ơn nhiều nha chị gái. Khi bạn là con một, điều khiển từ xa là của bạn và chỉ là của bạn mà thôi. Cứ xem bất cứ cái nào bạn thích và xem nhiều như bạn muốn. Không có gì hay cả, mình chán quá đi. Nhưng khi có cô em gái, chiến đấu giành điều khiển từ xa là truyền thống gia đình của chúng mình rồi. Ba là người duy nhất giữ thái độ trung lập và ông ấy xem mọi thứ ông ấy muốn. Ánh tự sướng của bạn không đẹp sao? Đừng lo quá, bạn chỉ cần thiết bị chiếu sáng chuyên nghiệp và vẻ đẹp tự nhiên riêng của bạn thôi. Như vậy tốt hơn nhiều rồi nè. Ánh tự sướng đẹp hoàn hảo rồi. Nè em gái, hãy cùng chụp ảnh tự sướng nào. Cười lên. Rõ ràng là em gái mình là người phá hình tự sướng chuyên nghiệp luôn. Lại nữa sao? Cảm ơn nhiều nha. Bạn có thích những câu chuyện về cuộc sống với cô em gái mình hay không? Thế thì bình luận bên dưới và cho chúng mình biết nếu bạn có cô em gái và nếu các bạn đã từng làm những việc như thế này nha.
Hãy nhớ đăng ký kênh của chúng mình, like video này và bấm vào chuông. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn từ Woohoo.